Phim được thuyết minh bởi YoYo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bộ phim Sát Lan Hoa. Tập 3. Sau đó thì sao? Sau đó làm gì còn sau đó nữa? Tôi đã được nhìn thấu. Hắn làm lỡ dở thanh xuân, phá hỏng danh dự của tôi. Tôi không bao giờ tốn thời gian với hắn nữa. Thế nên tôi đã chia tay luôn với hắn. Quá đáng ghét. Vậy sau đó thì sao? Sau đó tôi đi khỏi đó mà không quay đầu lại. Không ngờ, không ngờ tên trời đánh này lại đoản mệnh thế. Đúng là ông trời có báo ứng. Anh thấy sao? Theo tình hình tôi được biết, cuộc sống riêng của Điền Bái Nhiên quả thật là không ra gì. Nhưng không thể chứng minh Hạ Bảo Châu là vô tội. Hạ Bảo Châu giết Điền Bái Nhiên, sau đó đến chung cư Hải Quân giết Lương Giới. Lẽ nào cô ta đều có quan hệ với hai người đó? Sau khi rời khỏi câu lạc bộ Hồng Khẩu, cô đã đi đâu? Tôi đến bệnh viện. Làm gì? Tôi đi xử lý vết thương. Bị thế này mà không xử lý sẽ để lại sẹo đó. Đến bệnh viện xong thì cô đi đâu? Sau đó tôi về nhà. Mấy giờ về nhà? Chắc khoảng 7-8 giờ sáng ngày hôm sau. Cũng có nghĩa là cô qua đêm ở bệnh viện. Đúng. Đêm xảy ra vụ án, xe kéo đến bệnh viện Nam Dương, mau lên. Bệnh viện Nam Dương. Không sao, da không hề bị tổn hại, mày sẽ bớt sưng thôi. Tiểu Trần, đưa Hạ Tiểu Thư đi đắp đá. Dân, Hạ Tiểu Thư đi theo tôi. Cảm ơn. Nửa đêm, Hạ Tiểu Thư, sao cô còn ở đây? Kết quả, tôi ngủ đến sáng hôm sau. Nhưng túi đá đó rất có tác dụng. Nếu không thì ít nhất cũng phải 2-3 hôm mới bớt sưng cơ. Anh xem bây giờ hồi phục nhanh lắm. Rất nhanh. Bác sĩ bệnh viện Nam Dương cũng chứng minh Hà Bảo Châu luôn ở tại phòng khám bệnh cho đến sáng hôm sau mới rời đi. Xem ra 10 giờ tối đêm hôm đó, Hà Bảo Châu không thể nào đồng thời xuất hiện ở hai chung cư Hải Quân. Tôi nghĩ là Hà Bảo Châu không có khả năng gây án. Hơn nữa, tôi đã lục soát tiệm của Hà Bảo Châu, cũng không phát hiện thứ gì đáng ngờ.
Theo tìm hiểu bình thường, Hạ Bảo Châu ở trong ngay tiệm. Chúng ta đến rất bất ngờ. Nếu có vấn đề thì sẽ tìm được sơ hở thôi. Xem ra cuộc điều tra của chúng ta đã lệch hướng. Hung thủ là người khác. Bộ tư lệnh quân điều động có thông tin của người này không? Không có. Nhưng họ kiến nghị anh đích thân đi nói chuyện. Đích thân tôi đến chỗ họ sao? Bộ tư lệnh Thượng Hải, quân điều động Nhật. Báo cáo bộ tư lệnh, đội trưởng Hiến binh Oda đến trình diện. Tôi đã thấy yêu cầu của đội Hiến binh rồi, nhưng rất tiếc tôi không thể nói với các người thân phận của khách trọ ở phòng số 6 chung cư Hải quân. Mức độ bảo mật của cậu không đủ, không có quyền biết được chuyện của bộ mưu lược tư lệnh quân điều động. Nhưng chủ quan, ở đó đã xảy ra vụ mưu sát, là cuộc mưu sát nhằm vào quân nhân đế quốc. Chúng ta biết thêm về lương giới thì sẽ giúp được chúng ta bắt được hung thủ. Xin lỗi, tôi buộc phải tuân thủ quy định, không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào về người đó. Dân Nhưng mà về sự an toàn của lương giới, các cậu cứ yên tâm, chúng tôi đã thu xếp. Ngoài ra, Oda, mau chóng phá án. Bộ tư lệnh quân điều động chúng tôi, thấy cần thiết thì sẽ phái người hỗ trợ cậu. Dân Lão gia, Tiểu Tuyết, cô gái đó được người Nhật thả ra rồi. Đội Hiến binh là nơi nào chứ? Người mà họ đưa đến toàn là đi vào rồi khiêng ra, trừ phi đã khai hết những gì cần khai. Tôi thấy cô gái mở tiệm quần áo đó không thể nào chịu được. Cô ta chỉ có hai con đường: hoặc là chết trong tay người Nhật, hoặc là chết trong tay chúng ta. Đây là cảnh tượng mà Trần Xuân Tuyết không muốn nhìn thấy nhất. Nếu Hạ Bảo Châu thực sự bán đứng cô, thì cô chỉ có một lựa chọn, đó là giết Hạ Bảo Châu. A Mai, xin giúp tôi nào. Quét dọn cửa sổ đi, tôi phải xả xui. Nào. Hành động không? Hành động. Đợi chút. Sự xuất hiện của hai cô gái lạ mặt này làm rối mất kế hoạch của Trần Xuân Tuyết. Lúc này, ngoại trừ kiên nhẫn chờ đợi, thì cô cũng không còn cách nào tốt hơn.
phim được thuyết minh bởi YoYo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Rốt cuộc họ đang làm gì? Đừng vội, cứ chờ xem. Nhìn kìa, ra rồi. Tôi đi xem thử. Tên này cũng có tiền thật. Đi. Sát lăng qua. Nói vậy thì gặp đúng người cùng nghề rồi. Không ngờ họ chính là sát lăng qua. Cũng dễ hiểu thôi. Nghe nói sát lăng qua toàn là phụ nữ. Không ngờ lại bị nói đúng rồi. Không chỉ là phụ nữ, mà là một đám phụ nữ. Vậy giờ chúng ta làm sao? Về tiệm quần áo. Có vài chuyện tôi cần làm rõ. Cẩn thận nhé. Hai người đi đi.
Lại là cô. Lại là cô. Rốt cuộc cô là ai? Xui quá, bị rơi mất một cái. Gì cơ? Cô nghĩ sao? Tôi rất hiếu kỳ. Tôi muốn nghe chính cô nói. Có gì để nói đâu? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi không hề tố cáo cô với người Nhật. Thế nên cô không phải lo. Nhưng tôi nghe nói chỉ có hai loại người mới sống sót rời khỏi đội hiến binh: hán gian, phản đồ. Vậy ư? Xem ra tôi đã phá lệ rồi. Cô muốn làm gì? Chúng ta chung đường đó. Giải thích. Hôm đó ở câu lạc bộ Hồng Khẩu, chính tôi giúp các người giết người phục vụ đó. Ngày trước câu lạc bộ Hồng Khẩu, hãy đến phòng 217. Tên hán gian đó đã mắc bẫy rồi. Một tiếng sau tôi sẽ dẫn hắn đi tìm cô. Vậy còn cần chị cả về giúp không? Không cần. Dưới cửa sổ phòng 317 là sông Tô Châu. Hai chúng ta còn không đối phó nổi con heo này sao? Được. Tôi mà uống sai thì hết vui mất. Ngồi yên. Ai đó? Đi. Hạ tiểu thư. Hạ tiểu thư, cứu tôi với. Cứu tôi với. Xin cô. Cô không nên nhận ra tôi. Tại sao? Không tại sao cả. Bởi vì tôi cũng muốn giết Điền Bái Nhiên. Các người đã làm giúp tôi thì tôi làm cho gọn ghẽ giúp các người. Tại sao cô muốn giết Điền Bái Nhiên? Hắn là hán gian, là nô tài của người Nhật. Lý do này đủ chưa?
Thi thể được phát hiện vào sáng nay ở gần một quán rượu. Quần áo và chứng nhận sĩ binh chứng minh đây là thủy binh. Hoa giấy. Lại là hoa giấy nữa. Nghĩa là sao? Là thế này. Một năm gần đây, liên tục có binh sĩ người Nhật và các nhân sĩ thân Nhật bị giết chết. Hung thủ luôn để lại hoa giấy này ở ngay bên cạnh thi thể. Dân chúng Trung Quốc gọi tên hung thủ này là... Gọi là gì? Sát lan hoa. Sát lan hoa. Sát lan hoa. Hung thủ gây án không hề có quy luật gì cả. Các người chết cũng không có mối liên hệ gì. Điểm chung duy nhất là trên người người chết đều có loại hoa giấy này. Đội trưởng Takeuchi cũng luôn đau đầu. Đây là một đám phần tử chống đối. Có thể nói là vậy, nhưng cũng không hẳn là thế. Là sao? Tôi phân tích rằng họ không thuộc bất cứ tổ chức nào. Tổ chức chống đối đi giết người luôn có mục tiêu rõ ràng, nhưng đám người này chỉ vì giết người mà giết người thôi. Hơn nữa họ không dùng súng, chỉ dùng dao, dây thừng và các hung khí sắc bén khác. Từ thủ đoạn ra tay thì thấy, lúc mới đầu họ rất vụng về. Trên người người chết đều có dấu vết giằng co, nhưng gần đây họ đã quen tay hơn. Thường là một phát chí mạng, báo thù cho dân. Có thể nói như thế. Pháp y, xem thử có phải là đồ gia công không? Dân. Đây là một mảnh thủy tinh thiên nhiên đã được gia công vô cùng tinh khiết. Chắc là đồ trang trí được khảm trên trang sức. Trên người thủy thủ không thể có món đồ này được. Chắc là hung thủ vô tình để sót lại. Trang sức này có hình hoa mai. Lúc hung thủ hành hung đã bị mắc vào đây. Chắc là mấy thứ trang sức như nhẫn vô tình bị rớt lại. Nhẫn có hình hoa mai, có khảm thủy tinh. Còn tin lời cô gái đó? Một cô gái vừa an toàn trở về từ đội hiến binh lại bị giết người Nhật. Tại sao? Con nói cô ta có lật xem ví tiền của tên thủy binh đó. Con nghĩ rằng họ đang tạo ra vụ án giết người cướp của giả để người Nhật nhầm hướng. Nếu là thế thì họ không cần phải để lại đó qua giấy kia. Ta cho rằng đó sát lan qua đó mới dùng để làm người Nhật lầm tưởng. Con chưa từng nghĩ tới điều đó. Thật ra cô ta là ai thì cũng không liên quan đến chúng ta. Quan trọng là người Nhật từng nghi ngờ cô ta. Dù lần này có tha cho cô ta thì cũng khó tránh sẽ bị điều tra lần nữa. Nhưng cô gái này đã nhìn thấy con. Cô ta không thể chịu sự thẩm vấn của người Nhật. Con biết. Nhưng mà
Tôi càng lúc càng tò mò về cô. Cô không cần phải tò mò. Nếu cô đổi ý, không muốn giết người diệt khẩu, thì hãy rời khỏi tiệm của tôi. Tại sao cô lại giết Hán Giang? Tôi không chỉ giết Hán Giang, tôi còn giết cả lính Nhật. Lẽ nào cô không sợ sao? Tôi là người đã từng chết. Chết còn chẳng sợ, thì còn sợ gì nữa? Đôi mắt cô ta trống rỗng, như một vực thẳm không đáy, tràn ngập tuyệt vọng và thù hận. Giây phút đó, còn cứ như đang soi gương. Đó là một Trần Xuân Tiết khác. Con không biết tại sao, nhưng con tin cô ta. Con tin lời cô ta nói. Con không thể ra tay với bản thân. Con không ra tay nổi. Con mềm lòng rồi. Không có. Không có ư? Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tại sao chúng ta lại giết cô ta? Tại sao lại nghĩ xấu về cô ta? Nếu cô ta tố cáo con với người Nhật, thì tại sao người Nhật còn không đến bắt con? Đó là vì họ không biết con đang sống ở đây. Cha à, con không thể giết cô ta. Được, để Tiểu Hắc đi làm. Cha, tại sao chúng ta phải giết cô ta chứ? Con sợ lắm. Sợ giết nhầm người. Sợ đến tối sẽ không thể ngủ yên giấc. Con sợ cả đời này phải sống với sự áy náy. Con nói xong chưa? Năm đó ta từng nói gì với con? Con còn nhớ không? Ta nói với con, một khi giết người thì cuộc đời con sẽ hoàn toàn thay đổi. Con sẽ mơ thấy ác mộng, sẽ hoảng sợ, sẽ sống cả đời với sự áy náy. Con sẽ mơ thấy ác mộng, sẽ hoảng sợ, sẽ sống cả đời với sự áy náy. Con biết. Nhưng chỉ cần báo thù được cho cha mẹ con, chỉ cần báo thù được cho cha mẹ con có chết cũng không sợ. Trả thù không phải là lựa chọn tốt nhất. Vậy cái gì mới là tốt nhất? Quên đi. Vậy cái gì mới là lựa chọn tốt nhất ạ? Quên đi. Quên đi. Không thể nào. Con tận mắt nhìn cha mẹ con bị kẻ xấu giết. Họ chết ngay trước mặt con. Cha bắt con quên đi. Quên đi bộ dạng khắp người toàn là máu của họ. Không thể nào. Thời loạn thế này, kẻ yếu không thể sống yên, kẻ mạnh thì không được chết yên thân. Dù có không được chết yên thân, con cũng phải báo thù cho cha mẹ con. Con khiến cha thất vọng rồi. Không phải thất vọng. Ta nhìn thấy một sự nguy hiểm. Cô gái ở tiệm quần áo đó là một mối nguy, còn con lại thấy mà làm ngơ. Không giống với một sát thủ thực sự. Con làm thế không chỉ hại đến con, mà còn hại đến tất cả mọi người. Đây là một đêm không hề bình lặng. Cuộc tranh luận với cha nuôi khiến Trần Xuân Tiết nhớ đến 10 năm trước. Nhớ đến những ngày lưu lạc đầu đường sau khi mất đi cha mẹ. Bánh bao nóng hổi mới ra lò đây. Đây, bánh bao đây, cầm lấy. Ừ, cảm ơn. Bánh bao mới ra lò đây.
Bắt nó lại, bắt con bé trộm bánh bao kia. Đứng lại, bắt nó lại. Bắt con bé trộm bánh bao. Con bé này chạy đâu mất rồi? Cha mẹ con đâu? Ăn đi. Ăn xong thì về nhà. Cha mẹ con chết hết rồi. Không liên quan gì ta cả. Mau ăn đi. Ăn xong thì rời khỏi đây. Chú bắt con đi đâu đây? Con không còn nhà nữa. Chú ơi, con xin chú. Chú là người tốt. Chú giữ con lại đi. Con làm việc cho chú, quét dọn nhà cửa, giặt đồ cho chú. Trương Tân Tiều vào lúc này cũng nghĩ lại quá khứ đó, số phận để Tiểu Tuyết bước vào cuộc sống của ông. Cha nuôi, cha là sát thủ à? Cha đã từng giết người ư? Giết người xấu. Con cũng muốn giống cha, là một sát thủ báo thù cho cha mẹ. Không được, con không làm được đâu. Bây giờ thì sao? Bắn tiếp. Con đã chọn con đường làm sát thủ thì đừng dễ dàng nảy sinh tình cảm. Sát thủ là một cỗ máy. Cỗ máy thì không có tình cảm. Bắn. Lên nòng. Nghĩ rằng bản thân là một con dao, một viên đạn. Còn chỉ là một công cụ, không cần suy nghĩ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, giết chết mục tiêu. Hiểu chưa? Hiểu ạ. Bắn. Cô gái ở tiệm quần áo là một mối nguy, còn con lại thấy mà làm ngơ. Đây không phải là một sát thủ thực sự. Con làm thế không chỉ hại đến bản thân, mà con còn hại đến mọi người.
Mình không thể đối mặt với cô ta, chỉ có thể bắn từ xa thôi. Mình chỉ có thể bắn chết cô ta từ xa. Đội trưởng. Đội trưởng. Đội trưởng. Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc. Chuyện gì? Tôi đã tìm được chủ nhân của chiếc nhẫn. Anh tuyệt đối sẽ không tin nổi tôi đã tìm ra ai đâu. Là ai? Từ hôm qua, tôi đã điều tra tất cả tiệm vàng bạc. Sáng nay, tôi đã tra ra được cái này ở tiệm vàng bạc Lạc Lâm. Hạ Bảo Châu. Ông chủ nói Hạ Bảo Châu của tiệm quần áo Mỹ Lệ đã đặt một chiếc nhẫn thủy tinh hoa mai ở đó. Đúng là sự trùng hợp quá kỳ diệu. Suýt nữa chúng ta đã bỏ qua cô ta. Trần Xuân Tuyết không làm kinh động đến Tiểu Hắc, bởi vì cô muốn giết cô gái kia mà không gây ra động tĩnh, để còn bàn giao với cha. Sau đó để chuyện này mau chóng qua đi. Fujino sao lại xuất hiện ở đây? Trần Xuân Tuyết quyết định tùy cơ hành sự. Nhiệm vụ hôm nay của cô là giết cô gái ở tiệm quần áo kia. Còn những chuyện khác thì để sau này hẳn tính. Phim được thuyết minh bởi YoYo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.